khoan chưa? Đấu nước sạch ở bên kia rồi. À. Chả say. Hôm nay nó đi đâu đâu về muộn lắm. Bây giờ này. Chưa đi về. Giờ vẫn chưa về. Lúc chú đi làm rồi chưa về. Tổng kết đấu lắm, à đầu liên hoan đấu lắm. Ừ. Thằng này mấy nốt vá nhỉ? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.